Tôi là Nhật Trường và chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Quý vị thân mến, văn học là nơi sẽ khơi nguồn những cảm xúc thầm kín nhất trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Và những bài thơ cũng sẽ là chất liệu để sáng tác nên nhiều ca khúc sâu lắng, mang đến vô vàn những cung bậc cảm xúc cho người nghe. Những giai điệu thật nhẹ nhàng và lãng mạn có những câu như sau: biết yêu, rồi anh biết làm thơ. Vì yêu sớm, đường công danh gian dở. Em và thơ đầy trong nỗi nhớ. Anh thành chàng, thi sĩ vô danh. Dạ, đây là một đoạn thơ trong ca khúc Bài Thơ Tình Cho Em mà nhạc sĩ Nguyễn Viết Cường đã cùng mang đến chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Viết Cường. Dạ, xin chào Nhật Trường, xin chào chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Dạ, thưa anh, rất là cảm ơn ngày hôm nay anh Nguyễn Viết Cường đã nhận lời để cùng đến với chương trình Sắc Màu Âm Nhạc để cùng chia sẻ đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình về ca khúc của anh Bài Thơ Tình Cho Em. Anh có thể chia sẻ đôi nét về hoàn cảnh ra đời của bài này được không ạ? Cơ duyên thôi. Hồi đó là năm mình học phổ thông, trung học. Vô tình thì mình được đọc được bài thơ đó ở trên một cái tờ báo mà do các cái bạn trong lớp, các cái bạn nữ yêu văn thơ trong lớp, họ đọc được và họ truyền tay nhau. Thì vô tình mình ngồi cuối lớp thì mình lại được truyền đến tay. Và mình cảm xúc được với cái bài thơ đó, rất là thấy đồng điệu, nên là mình xin cái tờ báo đó về, mình cắt cái mẩu thơ đó và mình ép vào cái cuốn sổ tay nhạc riêng của mình. Thì sau đó về đó ngay tức khắc là mình cũng sáng tác ra cái bài hát là Bài Thơ Tình Cho Em. Bài thơ này có điều gì đặc biệt mà anh lại phải cắt ra đem về nhà liền không vậy? Thực ra thì vào cái lứa tuổi học sinh đó, dạ, lứa tuổi học trò thì nó cũng có nhiều cái gọi là mơ mộng. Trong đó cũng có những người yêu văn, yêu thơ, yêu nhạc. Thì mình lúc đó cũng vừa tiếp xúc được với môi trường âm nhạc. Thế xong nó giống như một cái cảm xúc bất chợt. Mà mình thấy bài thơ, những cái lời thơ nó rất là hay. Những lời thơ nó mang cái tính tự sự. Tự sự của một người đàn ông trung niên nhớ về cái tuổi học trò. Mình thì là lúc đó mình cũng chỉ là một cậu học trò thôi. Nhưng mà vô tình mình gọi là mình đồng cảm được với nhà thơ lúc đó. Vào thời điểm đó thì mình mới xúc tác để mình... Anh có nhớ tên tác giả của bài thơ đó không ạ? Tác giả là tên Nguyệt Dũng. Nguyệt Dũng. Đó là trên cái mẩu thơ đó. Còn thực chất thì chính xác hay không thì mình cũng không xác định được. Lúc nãy anh mới nói Trường nhớ không lầm là anh bảo là anh mang về là lập tức anh viết ngay. Thì mất bao lâu để anh cho ra đời được bài hát ạ? Trong vòng một tuần. Một tuần là mình làm xong bài đó. Thì cảm xúc của anh khi mà viết được bài hát đầu tiên của mình là như thế nào? Nói chung là mình thấy cũng rất là ý nghĩa. Thứ hai là nó cũng có một cái để kỷ niệm, để lưu giữ cho mình, cho riêng mình. Ngoài ra thì đó cũng không phải là bài đầu tiên của mình. Đó là cái bài hát thứ hai. Và bài đầu tay thì trước đó khoảng nửa năm. Nói về bài hát Bài Thơ Tình Cho Em này đi, thì trong bài hát điểm nào sẽ là điểm mà anh tự hào và tâm đắc chứ? Nhưng mà mình nghĩ là cái sự đồng điệu của nhà thơ, của cái tác giả bài thơ, khi mình cảm được, mình với một người làm nhạc mình cảm được cái sự đồng điệu đó, cảm xúc của bài thơ đó, thì mình thấy mình tâm đắc nhất. Cái việc đồng điệu đó nó thể hiện qua một cái đoạn điệp khúc đó. Ước gì lúc này anh hát luôn đoạn đó được. Được không anh? Cũng được. Được, vậy em ơi, anh hát đoạn mình tâm đắc nhất đi ạ. Biết yêu rồi anh biết làm thơ. Vì yêu sớm đường công danh giang dở. Em và thơ đầy trong nỗi nhớ. Anh thành chàng thi sĩ vô danh. Biết yêu rồi anh biết làm thơ, biết mơ, biết mộng. Xong nhưng mà vì đó mình cũng say đắm quá, mình quên mất nào là việc học đúng không anh? Em cũng bị rơi vào tình trạng đó rồi. Mình cứ mãi đắm chìm vào những cảm xúc mơ mộng của tuổi trẻ thôi. Chính xác, đó là cái cảm xúc của nhà tác giả bài thơ đó. Mình cảm được, nói chung là mình cảm được. Tại vì mình đang ở cái lứa tuổi mà người nhà thơ đó họ hoài niệm lại. Thì mình
đồng điệu được cái vấn đề đó. Yeah. Với những sự đồng điệu đó, anh có tò mò về tác giả hay không? Anh có tìm hiểu và sau này thì như thế nào ạ? Về sau này mình cũng có tìm kiếm ở trên Google về cái tên Nguyệt Dũng, tên tác giả bài thơ đó. Và cũng nhiều lần mình tìm tòi cái tư liệu nhưng mà không tìm được cái nhà thơ. Thì cũng qua chương trình Sắc Màu Âm Nhạc, cũng nhờ Nhật Trường cũng như ekip chương trình có thể kết nối được với tác giả bài thơ thì để cho mình có một cái lời cảm ơn. Nên là hy vọng là ngày hôm nay theo dõi chương trình Sắc Màu Âm Nhạc sẽ giúp cho anh Cường sẽ tìm ra được chủ nhân của bài thơ với bút danh là Nguyệt Dũng, phải không ạ? Dạ. Nói về cái khoảng thời gian mà anh đã vừa nhắc ở đầu chương trình, đó là khoảng thời gian mình ngồi trên ghế nhà trường cấp 3, khoảng 17-18 tuổi. Thời điểm đó anh đã cho ra đời những bài hát đầu tiên và bài Thư Tình Cho Em là bài thứ hai trong số đó. Vậy thì kỷ niệm trong quá trình mà anh sáng tác ra bài hát này, ngoài việc là được truyền cái mẫu văn, mẫu thơ đó, thì còn điều gì ấn tượng nữa không anh? Để sáng tác ra bài hát mà chúng ta đang nói tới ạ. Có thêm một cái ấn tượng nữa, cũng một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đó là trong lớp mình khi phổ thông trung học đó, thì có lập ra một cái ban nhạc là không chuyên để tập dượt với nhau. Thì cũng được giao lưu với nhau rất là nhiều. Thì mình có nhờ bạn nam ca sĩ chính của ban nhạc không chuyên của lớp á, cùng với mình biểu diễn cho tặng cho tất cả các bạn trong lớp. Thì được các bạn ủng hộ rất là nhiều. Cái lúc đấy tâm trạng của anh như thế nào khi mà những tác phẩm của mình đã được mọi người hưởng ứng như thế? Thì rất là xúc động và cũng vui, rất là vui. Bởi vì cái sự sáng tạo của mình cũng được ghi nhận ở một cái góc độ nhỏ nào đó. Nó có tạo nên cái động lực để anh theo đuổi chuyên nghiệp cái việc viết nhạc không thưa anh? Tức là mình không có đi theo cái con đường chuyên nghiệp về âm nhạc. Nó chỉ là một cái đam mê để mình giải tỏa những cái vấn đề trong cuộc sống thôi. Còn cái công việc chính của mình là làm về xây dựng. Về những chất liệu của tác phẩm, đó có thể là chất liệu âm nhạc nè, rồi cả là những thủ pháp nghệ thuật anh đặt để vào đấy, anh hãy chia sẻ về điều này đi. Thể hiện qua nó bằng một cái ca khúc mà mình dùng cái sự cái nhịp 2/4 tiết tấu nhẹ nhàng tự sự để kể về một cái mối tình học trò. Thì trong đó thì các cái khúc thức của bài thơ thì đầu tiên đó là với phiên khúc thì nó có phiên khúc 1 và 2, đó là một cái sự gợi mở ban đầu về một mối tình học trò trong sáng, đầy mơ mộng, và nó mang lại nhiều cái kỷ niệm đối với cái nhà thơ. Thì mình cảm nhận được điều đó, mình thể hiện. Và cao trào của bài thơ thì nó là nằm ở điệp khúc 1 và 2. Đó là như nãy mình cũng có hát trong cái điểm nhấn mạnh của, cái ý nghĩa của bài thơ đó. Đó là cái cao trào, rồi quay về lại cái đoạn kết thì để là thể hiện cái cảm xúc của nhà thơ và cái kết của nhà thơ về cái mối tình mà nó còn dang dở nhưng mà nó không đi theo một cái sự bi lụy. Và Trường không biết, Trường vẫn đang thắc mắc một điều này thưa anh, là dựa trên bản gốc của bài thơ của tác giả Nguyệt Dũng ấy, thì không biết là anh đặt có sáng tạo gì thêm xoay quanh bài thơ gốc đó hay không, hay là anh cũng sẽ giữ nguyên cái cấu trúc đó à? Ra là về khúc thức nó có một cái đoạn phiên khúc mà thứ ba nữa, rất là đặc biệt, lời thơ rất là đẹp luôn. Thơ anh làm cho suối nước trong, để em gội tóc cài hoa phượng, cho lớp học chìm vào mộng tưởng, em là tiên trong trái thị xưa. Một cái đoạn phiên khúc rất hay, là mình muốn để cái nguyên gốc của cái phần đó để làm kỷ niệm cho riêng mình, chứ không phải là đưa vào ca khúc này để phổ biến. Tại sao vậy nhỉ? Anh nghĩ là nếu mà nó hay, mình tâm đắc thì mình phải đưa vào trong bài hát của mình chứ. Thì thực ra nó cũng liên quan tới cái chất liệu của bài hát. Chất liệu bài hát thì các khúc thức nó cũng phải phù hợp, nó phải cân đối, nó cân phương. Đó. Bây giờ mình nhìn lại khoảng thời gian đó, quay lại cái cột mốc năm 17 tuổi đi, với góc độ của một người đã trưởng thành rồi nè, thì nếu như được làm lại, anh có giữ nguyên như vậy hay không, hay anh có sửa gì không? Câu hỏi đây cũng của Nhật Trường cũng rất hay. Bây giờ anh với tuổi này, lứa tuổi này thì nó tương ứng với
lứa tuổi của nhà thơ khi làm bài thơ đó. Thì mình sẽ góc nhìn nó khác, nó trải nghiệm hơn, nó chín chắn hơn. Nhưng mà để mà gọi là quay lại thời điểm đó thì anh nghĩ là anh vẫn giữ cái khúc thức, các cái vẫn vậy luôn, chất liệu không thay đổi. Không thay đổi. Bởi vì nó ở cái góc độ của một cậu học trò chứ không phải là một người đã từng trải. Giữ nguyên cái sự ngây thơ của đúng cái lứa tuổi ấy. Đúng rồi. Bài hát Bài Thơ Tình Cho Em, một bài hát nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và ẩn chứa trong đó rất là nhiều những hình ảnh, những lời thơ, những sự mơ mộng bay bổng của lứa tuổi học trò. Cảm ơn anh rất là nhiều khi đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúc anh sẽ luôn thành công trong thời gian sắp tới. Rồi. Cảm ơn Nhật Trường và cảm ơn quý khán giả của chương trình Sắc Màu Âm Nhạc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc chương trình thành công. Dạ. Và mời anh sẽ cùng được lắng nghe Đứa Con Cưng, Đứa Con Tinh Thần của mình qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Sang. Xin mời quý vị. Chàng thi sĩ vô danh.
30 năm sau nghĩ lại mình, anh lại viết bài thơ hồi tưởng để kỷ niệm ngày đầu mới lớn. Vì yêu em, anh biết làm thơ để kỷ niệm ngày đầu mới lớn. Vì yêu em, anh biết làm thơ.